Thưa quý vị, tình hình tại Niger đang diễn ra hết sức căng thẳng khi công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã hoan nghênh cuộc đảo chính quân sự tại Niger và đề nghị giúp đỡ các thủ lĩnh đảo chính. Trong bối cảnh đó, liệu Mỹ có tính tới khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia Tây Phi này? Hãy cùng tìm hiểu trong tổng hợp dưới đây. Sau khi nổ ra cuộc đảo chính quân sự tại Niger, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã tới quốc gia này yêu cầu được gặp cựu tổng thống vừa bị quân đội lật đổ và hiện đang bị quản thúc tại dinh tổng thống. Đã gặp một số lãnh đạo của cuộc đảo chính ở thủ đô Niamey của Niger, Thứ trưởng Nuland đe dọa Mỹ sẽ ngừng cung cấp viện trợ cho Niger, đồng thời yêu cầu phe đảo chính tại đây phải phục chức cho cựu tổng thống Mohamed Bazoum. Bà Nuland ra đi trắng tay. Tuy nhiên, Niger vẫn đứng trước mối đe dọa can thiệp quân sự, có thể từ cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi ECOWAS, hoặc từ quân đội Mỹ và Pháp đang đóng tại Niger, hoặc từ cả hai nhóm. Mỹ đã huấn luyện hầu hết các lãnh đạo của cuộc đảo chính Niger và hiện duy trì một lực lượng gồm khoảng 1.500 quân ở đất nước này. Mặc dù Niger yêu cầu Pháp rút 1.100 binh sĩ của mình về, Pháp vẫn không tuân thủ. Niger hiện chưa yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này, nhưng đó vẫn là một khả năng nếu tình hình tại đây xấu đi hơn nữa. Niger chiếm khoảng 5% sản lượng urani thế giới. Pháp có tới 20% lượng urani nhập từ Niger, nhà cung cấp urani số 2 cho Pháp. Nếu việc sản xuất urani tại Niger ngừng lại trong bất cứ khoảng thời gian đáng kể nào do tình trạng thiếu điện sau đảo chính hoặc các nguyên nhân khác, áp lực sẽ gia tăng lên các nước xuất khẩu urani và giá urani nhiều khả năng sẽ gia tăng. Hiện tại, không phận Niger đã bị đóng, đường bộ bị phong tỏa, việc nhập lương thực, thuốc men và các mặt hàng khác cũng bị chặn. ECOWAS trước đó đã đe dọa can thiệp quân sự nhưng không phải tất cả 15 nước thành viên của khối này đều ủng hộ hành động quân sự. Các mối đe dọa sát sườn nhất với Niger sẽ là các quân đội của Mỹ và Pháp đang đồn trú tại quốc gia Tây Phi này. Các lực lượng này có thể được tăng cường thêm. Lực lượng quân sự Mỹ ở Niger nằm dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Châu Phi thuộc quân đội Mỹ. Về mặt chính thức, sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Niger là dựa trên điều khoản 127E, điều 10 Bộ luật Mỹ cho phép quân đội Mỹ thực hiện các hoạt động đặc biệt để chống khủng bố. Cơ sở pháp lý này không cho phép quân đội Mỹ tham gia bất cứ vai trò nào trong quản trị nội bộ của nước sở tại. Hiện nay, lực lượng Mỹ tại Niger không bị đe dọa và Mỹ chưa thể công bố tình huống bất trắc nào về an ninh quốc gia. Cả Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nuland đều tuyên bố rằng một trong các quan ngại của họ là khả năng các lực lượng quân sự của hãng Wagner Nga di chuyển vào Niger. Hiện tại, chưa có chiến binh Wagner nào ở Niger, nhưng nhà sáng lập của hãng này, ông Yevgeny Prigozhin, gần đây đã tham gia hội nghị Nga, châu Phi ở Saint Petersburg, hoan nghênh cuộc đảo chính ở Niger và ít nhất, theo cách gián tiếp, đã đề cập cung cấp các dịch vụ an ninh của hãng này cho Niger. Công ty Wagner hiện nay kinh doanh hoạt động quân sự ở Mali, Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Libya. Trong số này, Mali là một thành viên của khối ECOWAS. Trong khi đó, quân đội Niger là một trong các lực lượng vũ trang được trang bị kém nhất châu Phi. Không quân nước này chỉ có vỏn vẹn 2 máy bay phản lực là chiến đấu cơ Su-25 do Nga sản xuất và một số lượng rất ít máy bay trực thăng. Quân đội Niger phụ thuộc nhiều vào xe bán tải Toyota gắn súng máy. Mặc dù họ có sở hữu một số xe thiết giáp chở quân, ở Niger có nhiều nhóm thánh chiến Hồi giáo và đang hoạt động. Trong đó, có một số nhóm liên hệ với các tổ chức khủng bố quốc tế như Al-Qaeda và IS. Tại Niger cũng tồn tại mâu thuẫn sắc tộc, chẳng hạn tộc Fula, đa phần là dân du mục, chuyên chăn gia súc hay va chạm với các nông dân định canh định cư về các khu vực gặm cỏ của gia súc. Có khoảng 3,6 triệu người Fula, tộc Tuareg, dân số khoảng 2,6 triệu người, cũng du mục, đã tiến hành ít nhất 2 cuộc nổi dậy trong các năm gần đây. Trong các ngày qua, Dixa Akbula, một thủ lĩnh của người Tuareg, đã lên tiếng cật lực, phản đối cuộc đảo chính quân sự, yêu cầu khôi phục lại chính quyền được bầu theo phương thức dân chủ. Bula đứng đầu Hội đồng Kháng chiến vì nền Cộng hòa và ủng hộ sự can thiệp quân sự từ phía ECOWAS. Mỹ ủng hộ chính quyền được bầu một cách dân chủ và các lãnh đạo của chính quyền đó. Tuy nhiên, Mỹ khó tìm lý do biện minh cho hành động can thiệp vũ trang trừ khi chứng minh được có mối đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia của nước này. Ngoài ra, sự can thiệp của Mỹ cũng sẽ làm tổn hại nghiêm trọng mức độ tín nhiệm đối với Mỹ ở châu Phi và những nơi khác trên thế giới, vì Mỹ khi ấy có nguy cơ bị xem là thực hiện hành động thực dân nhằm vào một nước nghèo. Nếu Mỹ phối hợp với Pháp để tiến hành can thiệp, thì hình ảnh của Mỹ càng có nguy cơ xấu hơn nữa.
Ngày 10 tháng 8, sau cuộc họp của tham mưu trưởng các quốc gia khối cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS bàn về lực lượng dự phòng can dự vào Niger, khối này đã quyết định sẽ cử một ủy ban nghị viện tới Niger để gặp gỡ các tướng lĩnh chính quyền quân sự lên nắm quyền ở nước này sau vụ đảo chính tháng trước. Quyết định thành lập lực lượng dự phòng để can dự vào Niger vào ngày 10 tháng 8. Thế nhưng ngay sau đó, ECOWAS đã trì hoãn cuộc họp. Các tham mưu trưởng quân đội của khối vốn định thảo luận chi tiết hơn về lực lượng này. Theo nguồn tin từ giới chức bờ biển Nga, nhiều khả năng cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 8. Thay vì họp quân sự, thì ngày hôm qua, Nghị viện các nước Tây Phi đã nhóm họp để bàn về các bước đi tiếp theo đối với cuộc đảo chính tại Niger. Sau cuộc họp, Nghị viện ECOWAS đã thành lập được một ủy ban với mong muốn đến Niger và gặp giới lãnh đạo quân sự đã tiến hành đảo chính để hòa giải. Ngày 11 tháng 8, một nhóm lãnh đạo tôn giáo và báo chí Nigeria, quốc gia chủ tịch ECOWAS, cũng đã tới Niger và được thủ tướng mới do chính quyền quân đội bổ nhiệm Ali Mahamane Lamine Zeng tiếp đón. Trước khi lên đường, phái đoàn này cũng đã gặp chủ tịch ECOWAS, tổng thống Nigeria Bola Tinubu, người đã bật đèn xanh cho khả năng can dự quân sự vào Niger. Tất cả những diễn biến này cho thấy khả năng can dự quân sự của ECOWAS là chưa rõ ràng và khối này vẫn đang tận dụng quỹ thời gian cho các cơ hội ngoại giao. Về phía quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này ủng hộ mọi nỗ lực hòa giải của ECOWAS. Đồng thời, phía Moscow cũng cảnh báo bất kỳ hành động can dự quân sự vào Niger sẽ gây ra sự bất ổn cho quốc gia này và khu vực. Trong khi đó, Pháp lại đang ủng hộ kết quả của hội nghị thượng đỉnh mới nhất của ECOWAS, trong đó nghị quyết thành lập lực lượng dự phòng can dự vào Niger được đưa ra. Tại Niger, hai ngày qua, hàng nghìn người đã xuống đường kêu gọi hòa bình và phản đối sự can dự quân sự từ ECOWAS. Trước hết là phải đối thoại. Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Niger, đặc biệt là chiến tranh. Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra ở Niger. Với khả năng bị can thiệp quân sự, chúng tôi cầu Chúa mang lòng thương xót của Ngài và bình yên cho đất nước chúng tôi. Về phía lực lượng đảo chính Niger, những ngày qua, lực lượng này cũng đã tiếp đón các phái đoàn hòa giải như một thiện chí. Trước những lo ngại từ quốc tế về việc ngược đãi Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum đang bị giam giữ, thì ngày hôm qua, bác sĩ của ông cũng đã được phép vào thăm khám. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời bác sĩ đưa tin, tình hình của ông Bazoum ổn định và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, việc lực lượng đảo chính Niger chưa trả tự do cho ông Bazoum đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ sự thất vọng. Sau đây là các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, gần 10 triệu cử tri Malaysia ngày 12 tháng 8 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương quan trọng của nước này. Trong bối cảnh chính phủ liên minh của Thủ tướng Anwar Ibrahim đang tìm cách củng cố quyền lực, cuộc bầu cử nhằm bầu ra 245 thành viên quốc hội ở 6 bang, đóng góp hơn một nửa GDP của Malaysia. Sự kiện được đánh giá như một phép thử đối với chính quyền Thủ tướng Malaysia sau cuộc tổng tuyển cử vào năm ngoái. Vào 8 giờ sáng 12 tháng 8 theo giờ địa phương, tức khoảng 7 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu tại 6 bang của Malaysia gồm Kelantan, Terengganu, Kedah, Penang, Selangor và Negeri Sembilan đã chính thức mở cửa. Có hơn 9,7 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu. Các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 245 thành viên cơ quan lập pháp của các bang. Tại cuộc bỏ phiếu lần này, những vấn đề được người dân quan tâm là tăng trưởng kinh tế đất nước đang chậm lại và chi phí sinh hoạt tăng cao do ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Theo các nhà phân tích, kết quả bầu cử riêng rẽ tại 6 bang sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến thế đa số của chính phủ do Thủ tướng Anwar Ibrahim đứng đầu. Tuy nhiên, bất kỳ thất bại đáng kể nào đối với liên minh cầm quyền có thể dẫn đến những nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông Anwar, làm suy yếu nền tảng của liên minh cầm quyền. Ông Anwar trở thành Thủ tướng Malaysia vào tháng 11 năm 2022 sau một bế tắc chính trị khiến đảng của ông giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử nhưng không giành được đa số. Thủ tướng Anwar ngày 11 tháng 8 đã kêu gọi người dân Malaysia bỏ phiếu một cách sáng suốt và lựa chọn đoàn kết vì một tương lai ổn định và một nền kinh tế vững mạnh.